Có chị em nào bị nghiện đặt đồ online như em không? Từ ngày sinh ra mấy cái app như Sập Tớp Tớp, Zada, em không biết là đã tốn bao nhiêu tiền như đó rồi đó. Tính trung bình là mỗi tháng đặt ít đặt nhiều em cũng phải có vài chục đơn. Chăm mua hàng nên em biết khu vực em có 3 anh ship chính, mỗi anh phụ trách một app khác nhau. Em thì thường săn sale trên Sập be nên anh ship phụ trách giao hàng cho em nhiều nhất sẽ là anh Nghĩa. Anh trai phong trần bụi bẩm lắm, đi con wave màu xanh dương, Sáng nào cũng trả đơn cho em đầu tiên nên em quý lắm Cứ đến khoảng 4-5 giờ chiều là giọng anh ấm áp ở dưới đường vọng lên Ngọc ơi anh trả đơn anh để trong cửa cổng nha Có những hôm em vội đi làm quên không trả anh tiền Anh cũng chẳng nhắc đòi Em thắc mắc Anh không cần tiền hả thì anh cười bảo Anh thiếu gì tiền đâu em Chất thật Vợ chồng em hay chuyện Nên mỗi lần xuống nhận hàng ship lại buông với anh một lúc Lâu dần thân nhau lúc nào không hay anh biết chồng em thích uống rượu ngâm nên hôm vừa rồi qua đưa hàng còn tặng chồng em hai cặp cá ngựa với túi xá sùng bảo cầm ăn lấy cho vui chồng em ngại quá hỏi sao anh không giữ lại mà dùng thì anh vô tư trả lời nhà anh đầy thấy chú thích nên anh mang cho đôi con từ đó hai vợ chồng bắt đầu nể anh hơn. Hôm vừa rồi nhà em có dỗ, đúng lúc anh tới trả đơn tiện mời anh vào dùng bữa cơm với gia đình. Anh nghĩa được cái vô tư không câu đệ. Anh dùng bữa với mọi người thoải mái lắm. Trong bữa cơm anh còn khoe nhà nhà anh có khu nhà vườn mái thái với hồ cá khoi tiền triệu và mới mua thêm một miếng đất ở trên khu phố cổ đang tính xây nữa đó. Mọi người sốc lắm hỏi anh làm gì mà giàu dữ thế hay là chỉ chạy ship không thôi. Thì anh tẩm tiểm cười bảo tiền bạc nó là cái duyên. Nếu thật sự tiền bạc nó là cái duyên như anh nói Thì vợ chồng em cả đời này chắc vô duyên Nghĩ mà khóc thầm trong lòng luôn Nhìn anh nghĩa shipper của ăn, của để, đầy nhà Em phải tự đánh giá là bản thân mình Sáng nào cũng ngược xuôi ngoài đường từ sáng sớm để kịp giờ vào làm Tối về lại cắm đầu vào máy tính chạy KPI Thế mà lương tháng vẫn không đủ tiêu Chứ đừng nói đến việc mua đất xây nhà Nghĩ vậy nên tháng này em bấm bụng tiết kiệm hơn chi tiêu dẹp sẻn lại không đặt đồ linh tinh nữa kiểu mất công cả tháng cày tiền vì cai mua đồ linh tinh nên nửa tháng nay vợ chồng em chưa gặp mặt anh nghĩa lần nào chẳng biết cuộc sống của anh dạo này có ổn không có thấy nhớ vợ chồng em không sáng nay đang ngồi làm ở công ty bỗng thấy chồng em gọi nhở ba bốn cuộc em tính nhấc máy lên gọi thì nhận được mấy tấm ảnh chồng em gửi đến chồng em có vẻ hốt hoảng dữ lắm nhắn một tràng dài Ôi vợ biết gì không Anh Nghĩa shipper ruột nhà mình á, Vừa bị mấy chú áo xanh mời lên phường xơi nước rồi đấy Sáng nay anh đưa con đi học về Trên đường thì gặp anh Nghĩa Đang đi có vẻ vội vã lắm Anh chào còn chẳng thèm trả lời Đang tính trách thì thấy có hai anh ráp Phóng xe đuổi sát theo sau anh Nghĩa Khi cả hai tới gần nhau Hai anh kia nhảy khỏi yên Tung cước như hổ đạp anh Nghĩa một phát Ngã dúi dụi xuống đường Nhưng vợ biết điểm đặc biệt ở đây là gì không Hai anh ráp kia đi tất xanh lá Trời ơi đúng là tin chấn động trong ngày Mở ảnh lên xem thì chuẩn anh Nghĩa xếp ruột nhà em rồi Hai tay còn vòng vào nhau nữa chứ Tội thật không biết anh làm gì để giờ ra nông nổi này chứ Với công việc trả đơn hàng ngày thì anh tận tâm và liêm chính lắm Ngồi ngẫm nghĩ lại em lại liên tưởng tới khu nhà máy thái rộng cả trăm mét Hồ khát khôi và lời anh nói Anh chẳng thiếu gì tiền trong khi anh chỉ chạy mỗi ship Em mơ hồ nhận ra vấn đề Không biết mọi người có nghĩ giống em không Sau vụ anh Nghĩa em vẫn chăm chỉ đóng hộp cho shopee top top Nhưng mà giờ người ship đồ cho em đã đổi thành người khác rồi Nghĩ cũng chán Em là em vẫn thích anh Nghĩa hơn Vừa tận tâm lại vừa biết việc Mong anh ở đâu đó cố gắng cải tạo cho tốt Để sớm ngày quay lại với nghề Khách hàng của anh điển hình là vợ chồng em Vẫn luôn mong ngóng đón chào anh Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình. Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi? Méo hiểu ai viết ra cái bài buồn thế chứ lị. Người ta đã thất tình rồi còn mở nhạc này làm suy không dứt ra được. Chuyện là em năm nay 27 rồi, kiếm mãi mới được một mối tình vắt vai. Tưởng đâu là sắp có được cái kết đẹp thì vướng phải bài thi ra mắt nhà chồng. Em từ bé đã được bố mẹ cưng như trứng mỏng, cơm không phải đun nước, không phải nấu. Giờ bảo em vào bếp nấu cơm cho nhà chồng tương lai, thà bảo em lên trời còn dễ hơn á. Nhưng mà vì tình yêu em có thể làm tất cả Tối đó em thức đến gần 3 giờ sáng ghi chép cẩn thận món trứng cuộn kiểu nhật Mà nó béo ú xong lấy dao cắt ra nó chảy chảy Nghĩ món này sẽ khiến cả nhà chồng tương lai phải nể phục sát đất Nên em nấu nướng nhiệt huyết lắm Ai mà ngờ đâu cả nhà năng xong thì ôm bụng té re ải chĩa từ mẹ anh tới bố anh rồi cả ông bà anh cứ thay nhau ra vào nhà vệ sinh như chảy hội bụng kêu như đánh trống em quan tâm hỏi mọi người có sao không thì vẫn bảo không sao đâu cháu ạ à. thế mà đến lúc về người yêu cũ em lại nhắn tin đòi chia tay nói mẹ anh không chấp nhận cái loại gái đoản như em buồn thật sự chứ vác xe đạp vài vòng hồ tây vừa đạp vừa khóc cho mối tình bạc mệnh đạp có tí mà tụt huyết áp nên phải ghé tạm quán trà sữa xinh xinh uống cho hồi sức nhân ngày suy đét em order một ly trà sữa sữa tươi trân châu đường đen siêu to khổng lồ uống cho quên sầu lúc đồ ra em còn nhận được một tờ nót dán cạnh ly chúc xinh gái một ngày ngọt ngào rất là dễ thương có thiện cảm với quán nên chiều nào em cũng ra đây ngồi thậm chí còn rủ bạn bè họ hàng tới ủng hộ cho quán đắt khách. Ngồi riết em quen hết nhân viên mà thân nhất là cậu em tên Nam, lúc nào cũng sắn đáo quan tâm bắt chuyện với em rất nhiệt tình. Năm nay 24, mới ra trường được 2 năm, em thắc mắc với Nam sao không kiếm công việc nào đúng chuyên ngành mà làm, làm bưng bê quán nước rồi lương lậu có đủ ăn không? Thì Nam chỉ cười cười gãi đầu, dù kém em 2 tuổi nhưng mà nam như già trước tuổi Mỗi khi có chuyện đau đầu em lại ra quán tìm nam tâm sự Lâu dần chúng em trở nên thân thiết Nam thường tặng kèm cho em một bánh ngọt mỗi khi em gọi nước Có hôm em ngồi hơi muộn Còn không á, không cho em đặt ráp sợ nguy hiểm rồi tự lấy xe đưa em về nhà Những lúc em không tiện đến quán Gọi đồ về uống toàn tự tay nam đi ship Không lấy một đồng phí ship còn giúp em mãi giảm giá Nam có tâm sự với em là chưa yêu ai bao giờ Và hình mẫu lý tưởng của Nam là em khi đấy em tưởng Nam đùa, còn mắng Nam lẻo mép, nhưng giờ nghĩ lại mới biết là Nam nói thật. Cuối tháng do tăng ca nhiều, lại chạy KPI dồn dập nên em ốm luôn. Nằm bẹp dí như con dáng ở nhà chẳng buồn cơm nước dọn dẹp, nhà cửa như cái ổ chuồng lợn ấy. Nguyên một ngày em không online vì mệt, không cầm nổi điện thoại. Sốt 39-40 độ, tưởng phải xây hai ba cuộc đời. Ở độ tuổi 27 tươi đẹp thì Nam xuất hiện như một vị thần. Gắn sức mới ra mở cửa được, Hóa ra hôm nay không thấy em tới quán Nhắn tin gọi điện em không đe Nam sốt ruột nên lấy cớ đi ship tiện ghé qua xem em ổn không Thấy em sốt cao Nam cuốn lên phóng đi mua thuốc Về nhà Nam chẳng ngại sắn tay vào lau rửa dọn dẹp phòng cho em sạch bông Xong xuôi Nam còn vào bếp nấu cho em một nồi cháo sườn tí tô giải cảm nữa Eo ơi khỏi phải nói Em xúc động giả mang Ngồi nhìn em ăn bát cháo ngon lành mà Nam cáo Sao sốt cao thế mà không gọi em Chị không muốn sống nữa à Em thắc mắc chị vẫn chịu được với cả ngại làm phiền em. Mình chỉ là bạn bè bình thường, cứ hơi tí ốm đâu, lại bắt em phục vụ chị ấy nấy lắm. Chưa bao giờ mình thấy Nam nghiêm túc đến vậy. Em nói, em thích được chị phiền và em cũng thích chị. Em muốn làm người yêu chị chứ không phải là bạn. Từ lần đầu tiên thấy chị em đã thích chị rồi. Nếu chị không chê thì làm người yêu em đi. Thấy Nam nghiêm túc quá nên em trêu cho Nam bớt căng thẳng. Thấy yêu anh, anh có nuôi đổi chị không? Thì nam dũng dạc tuyên bố đang làm chủ một chuỗi quán trà sữa có thương hiệu, nhà nam kinh doanh dịch vụ lưu trú, hiện gia đình đang quản lý hai khu nghỉ dưỡng và nhiều bất động sản. Nam nói là chỉ cần em đồng ý yêu nam, nam sẽ nuôi em hết đời. Eo ơi đúng bá đạo bá cháy bỏ chết, mang tỏ tình không hoa không nhẫn này khiến em đổ rạp như lúa gặp bão luôn. Đến nay bọn em vừa kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, nam tinh tế và chiều em hết nấc yêu rồi mới biết. Em trai bưng bế quán trà sữa đi siêu xe, đeo Rolex, áo Gucci, Chanel cả tủ. Bọn em tính là một năm ngày yêu nhau sẽ là ngày kết hôn luôn. Giờ em cũng nghĩ làm công ty lương 5 triệu một tháng rồi. Đang ở nhà giúp chồng tương lai quản lý chuỗi trà sữa đây. Nhà có giúp việc 24 trên 24 chả phải nấu ăn cho bố con thằng nào. Rồi lại mang tiếng ải chỉa cả. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy ngu dại, hồi đó cưới chồng bao nhiêu người ngăn cấm. Mình vẫn một mực cưới, để bây giờ hối hận không kịp mình may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện theo cách nói của các bạn trẻ bây giờ thì là tiểu thư lá ngọc cành vàng điều kiện gia đình dư giả mình được cho ăn học đàng hoàng đổ trường top học thạc sĩ có thể nói cuộc đời của mình sẽ trải đầy hoa hồng nếu không gặp anh gia cảnh anh không bằng nhà mình nói trắng ra là nghèo nhưng được cái anh chăm chỉ lại có chí tiến thủ yêu nhau 4 năm đại học ra trường dù bị bố mẹ phản đối mình một mực cưới anh Nhà bọn mình ở cũng là bố mẹ mình cho Bố mẹ anh ở dưới quê cũng có hỗ trợ Nhưng không đáng bao nhiêu Lúc cưới cổ tiệc cũng là nhà gái lo 100% Bố mẹ anh chỉ đến tham dự rồi về Tiền thách cưới mình cũng không cần Hồi đó cứ nghĩ tiền của mình cũng là của anh Cần gì phải thách này nọ vả lại bố mẹ anh cũng chả dư giả gì Được một thời gian thì mình kêu mệt mỏi Khi phải đi trời lạnh lại nắng mưa Bố mẹ thương lại cho hai vợ chồng hơn 1 tỷ Để mua xe tránh nắng mưa Đến công việc của anh hiện tại cũng là bố mình xin cho. Công ty nhỏ thôi, nhưng mà thu nhập cũng ổn. Chồng mình là con trưởng trong nhà, dưới còn hai đứa em, một đứa học đại học, một đứa đang học cấp 2. Suốt thời gian mình bầu bí, chẳng những không được chăm nơm mà mình còn phải chăm lại bố mẹ chồng. Mẹ anh lúc đó phát hiện bị ung thư phải xạ trị, tiền thuốc men viện phí của một tay mình lo toan. Mẹ ốm nằm trong viện cũng một tay mình chăm sóc, hai đứa em đóng tiền học phí cũng do mình lo liệu tiền bố mẹ mình cho để bồi dưỡng cho nhau. Cho cháu thì mình cũng lấy đem lo cho nhà chồng, nói thật, ở nhà mình chưa phải cầm chổi quét nhà bao giờ, vậy mà lấy chồng xong mình như một con nội trợ thực thụ, lo toan trọn vẹn từ trong ra ngoài. Hy sinh là vậy, để rồi bây giờ nhận cái kết đắng lòng, năm vừa rồi bố mẹ mình làm ăn thua lỗ, gia đình mình phá sản, ông bà phải về quê sống. Thời gian đầu ông bà cần tiền để lo vun vén cuộc sống dưới quê, lại chẳng có đất đai gì cả nên hầu như là sinh hoạt phí là vợ chồng mình lo. Mình xin chồng 50 triệu gửi về cho bố mẹ lo việc, thì chồng câu có mặt nặng mày nhẹ, làm gì mà cần tới 50 triệu, bộ định xây biệt thự hay gì, xây cái nhà nhỏ nhỏ ông bà ở được rồi, 10 triệu là đủ, cần nhiều tiền thế làm gì. Mình tức tối cãi lại, anh nói vậy mà nghe được hả, nhà nào giờ xây 10 triệu, bố mẹ mới về quê cũng cần tiền để lo công việc chứ, trước mẹ anh nằm viện cả trăm triệu em cũng chẳng nói gì, giờ bố mẹ em cần có 50 triệu anh cũng khó khăn nữa, Nhà anh đang ở, xe anh đang đi, công việc anh làm đều là bố mẹ em cho cả đấy. Anh ta nghe mình nói vậy thì nổi trận lôi đình, tát mình một cái rồi quát. Bố mẹ cô giỏi vậy mà giờ 50 triệu phải đi xin hả? Sao không tự đi mà kiếm đi? Mình cứng họng không nói được gì. Người chồng mình luôn tin tưởng, ủng hộ hết mình. Giờ lại nói ra những lời lẽ cay nghiệt đó. Chưa dừng lại ở đó, mình còn phát hiện anh ta có tình nhân bên ngoài. Cũng hơn một năm rồi. Trước do lo con nhỏ mà không để ý, cô ta xinh đẹp trẻ trung lại rất khéo ăn nói chẳng trách chồng mình mê cô ta đắm đuối trước vì sợ gia thế nhà mình nên còn lén lút nay thấy nhà mình phá sản mà chúng nó dám gian díu trước mặt mình trong nhà mẹ con mình đồ lương tâm bị cờ hó tha đến cả nhà chồng mình hết một chăm sóc cũng quay lưng với mình trước thì một tiếng con hai tiếng con giờ gặp mình đuổi như đuổi tà giờ trước mặt mình là tờ đơn ly hôn anh ta đưa chắc anh ta muốn tống khứ mình lắm rồi nhưng còn đứa con chưa tròn một tuổi của mình, còn cha mẹ già dưới quê giờ mình biết làm sao đây? Chỉ tiếc cho thanh xuân, cho sự hy sinh của mình. Để rồi bây giờ nhục nhã, ân hận tay trắng ra đi. Vốn định xây dựng hình tượng nữ thần trong lòng Chris, nhưng mà dòng đời đưa đẩy thế méo nào. Em luôn hóa thân thành con ngáo dở người trước cờ Chris mọi người ạ. À. Éo le thật sự. Xin chào mọi người em tên Duyên, đang học 11. Chuyện là em có Chris một anh cùng trường đang học 12, ảnh tên Huy là top nam thần của trường, vừa đẹp trai vừa nhà giàu học giỏi, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu. Mấy đợt hội hợp gì ở trường á, ảnh đều biểu diễn piano, nhìn lãng tử vậy, mê thôi rồi luôn. Em vốn cũng có ngoại hình, cao 1m65 trắng trẻo xinh gái, nhìn cũng xứng đôi lắm chứ bộ. Nhưng nghe ơi anh Huy lại là kiểu lạnh lùng bôi thứ thiệt Em đi theo tán tỉnh 3-4 tháng trời không đổ Đã vậy gặp em mới còn hay né cơ Trong khi em cũng là hoa khôi của khối chứ ít ỏi gì Ông đúng kiểu dựa vào tài sắc mà kêu luôn ý Tán ngược tán xuôi chả đổ Người ta nói gu của nam thần là mấy nữ chính dở dở ương ương mà đúng là như thế thật Chuyện bắt đầu từ một điều rất nhỏ thôi Đó là em mắc chứng sợ sâu lông Cứ thấy là ngất mà lũ bạn khốn nạn quá Bày trò chơi khăm em hôm đó em đi đổ rác thì chúng nó nhét sâu vào trong bịch trác Khiếp vừa định vứt thì một đám sâu lông lúc nhúc bò ra, làm em hồn bay phách lạc tung cả bịch rác lên trời. Em dãy trối chết chân, nọ sọ chân kia, chạy ra giữa sân trường rồi ngất mẹ luôn. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở phòng y tế, bên cạnh còn có anh Huy ngồi kế bên. Thay em tỉnh, ông cũng hỏi hang này nọ, đang ngất ngay vì được cờ rớt quan tâm, thì em ngửi thấy mùi thâm thẩm phản phất. Em ngó ngang ngó dọc rồi hỏi ông Huy chứ anh ơi, anh nghe mùi gì kỳ kỳ không? Lúc này ông mới bụng miệng cười chỉ chỉ vào em rồi bảo Em đoán xem Em tung cả bịch rác lên đầu rồi còn ngã vào cái thùng rác bị đổ nữa Không thâm thủm mới lạ Rồi xong đội quần luôn Em soi gương thấy tóc tai rối bời cả người bốc mùi Vãi ạ à, ngượng thật sự Rồi lột tuần sau trường có biểu diễn văn nghệ Em đăng ký tiết mục múa đương đại phải mặc yếm múa cơ Và dĩ nhiên là mặc yếm thì phải dùng miếng dán cho thẩm mỹ Mọi việc perfect cho đến khi tập duyệt xong Em chạy hối hả chạy xuống căng tin Nhanh quá nên em va phải cờ rớt Rồi làm rơi mẹ một miếng dán Em còn chưa hay biết chuyện gì Thì anh Huy gọi em lại bảo Duyên em làm rơi đồ này Nghe giọng cờ rớt ê mái quá Em tưởng tôi trêu cũng buộc mồm thả thính Em làm rơi gì đâu Có rơi lại là làm rơi người yêu thôi Trời ơi đang hí hửng vì trêu được crush thì ông Huy chỉ chỉ xuống đất bảo Trời thiệt nè, anh thấy nó rơi từ trong máu em ra Má, em nhìn xuống thấy một miếng dáng hình hoa màu da Thì giật con mẹ nó mình Đưa tay kiểm tra thì đúng thật, mình bị mất Vé nhục chả biết giấu mặt đi đâu Em nhặt vội rồi chạy đi Trong khi cờ rớt đứng nhìn đầy ngơ ngác Thề, chuyện như trong phim sao có thể xảy ra ngoài đời với em được ta Mất mặt thật sự nhưng thế chưa hết bi kịch đâu Đỉnh điểm là đợt 26 tháng 3 vừa rồi Trường em tổ chức hội chợ Mà hội chợ thì sao Vâng thì có đồ ăn chứ sao Một tín đồ ẩm thực như em dường như là Éo bỏ sót món nào Xơi gần hết mấy món the best của các lớp Đấy ăn tham nên lại bao tử em biểu tình Một tiếng sau bị tào tháo được Giờ phút này không việc gì quan trọng hơn đi ẻ nữa rồi Nhưng cuộc đời éo suôn sẻ với em bao giờ Đang trên đường đi vệ sinh thì em gặp anh Huy ổng đang bê đạo cụ biểu diễn hội chợ nên nhờ em giúp cái nét mê trai đầu thai chưa hết, em không thể nào từ chối crush được, nên đã nhịn ẻ để giúp anh nhưng mà khốn nạn quá lúc với tay lên cao đi đẩy đồ trên kệ tủ thì em mất kiểm soát thành ra đánh trắm một tiếng rõ to rõ dài kèm theo khuôn mặt xịt keo của anh huy chết bỏ mẹ em rồi anh cờ rớt nghe thấy đội còn đâu cứu sos xong anh huy mới kêu thôi em đi giải quyết đi mấy cái này anh tự bê là được rồi thôi nhục phải nên em chuồn lẹ luôn vừa đi ẻ vừa dằn vặt bản thân vì lỡ đánh trắm trước mặt cờ rớt nhưng mà theo thói quen tự nhiên em vẫn vừa ẻ vừa hát để chiêu chiêu cũng như cố xóa sạch đi ký ức đội quần vừa rồi. Xong xuôi em ung dung đi ra rửa tay thì thấy anh Huy đứng chờ sẵn trước cửa toilet nữ. Anh đưa cho em cái khăn tay rồi bảo, đây em lau tay đi, cảm ơn em giúp anh nha. Cơ mà đi ẻ cũng làm em phấn khích vậy hả? Tiếng hát ác tiếng thở bơm luôn cơ. Rồi, end game, em đứng hình cứng ngắt. Thôi, éo cờ rết cờ rít gì nữa đi. Em cắm đầu chạy một mạch về lớp mà mặt mày đỏ bừng. Giờ này em không mong được cờ rết đáp lại gì nữa hết á. Chỉ mong ổng đừng có đem chuyện này kể cho ai nghe là em mừng lắm rồi. Từ ngày đó Mỗi lần lên lớp ông cứ tìm cớ nói chuyện với em Có cơ hội là chủ động lại bắt chuyện trêu chọc Tối về còn inbox em nữa Giờ đến lượt em né ổng như né tà nè Khổ quá Mọi người có cách nào để em nhìn lại mặt cờ rớt được không Chứ em nhục lắm rồi đó Ngay hey, Lần đầu dắt bạn trai về ra mắt Bố mình nhìn anh từ đầu tới cuối Thấy mặt bố câu có nên chúng mình sợ lắm Tưởng là bố sẽ bắt chia tay Không cho yêu đương gì nhưng cuối cùng bố lại nhào tới khoác vai anh khen đẹp trai và gọi là con rể tương lai luôn mới báo. Thế rồi bọn mình yêu nhau được hơn một năm. Bố mẹ suốt ngày bảo rủ con rể về quê chơi cuối tuần hai đứa mình đều làm việc ở thành phố. Anh thì lập nghiệp cùng bạn bè mở một studio chụp ảnh nhỏ làm ăn cũng khá. Còn mình thì lương văn phòng tháng cũng 9-10 triệu đều đều. Nếu mà cưới nhau thì bố mẹ bảo là sẽ bán đất ở quê để bọn mình mua cái chung cư nhỏ. Được bao nhiêu thì được còn lại là tự phấn đấu với nhau bạn trai rất tốt với mình. Ngoại trừ tật xấu mê game và ngủ nhiều thì mọi thứ đều ổn. Hôm qua nhà mình có đám dỗ, bố thì gọi điện nhắc nhở từ cả tháng trước, kêu hai đứa nhất định phải về để bố mẹ giới thiệu với họ hàng. Bạn trai mình ham vui nên gật đầu ngay, còn nhiệt tình bảo bố rằng sẽ mang nem chua mực khô các kiểu về góp cổ. Thấy bố vợ con rể tâm đầu ý hợp, vậy thì cả nhà mình đều mừng, chỉ mong đến ngày đẹp để hai nhà gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi thôi. Xong hai đứa dắt díu nhau về sáng hôm qua. Tới cổng thì thấy mọi người đang rộn ràng nấu cổ. Vội cất đồ xong, mình chui vào bếp nấu nướng phụ mẹ với các dì các bác. Còn bạn trai ra ao làm cá, vặt lông gà với bố mình. Sau màn chào hỏi nồng nhiệt như khai mạc đại hội thể thao, người yêu mình sắn quần đi chân đất, hớn hở cầm dao chạy ra ngoài. Mình vừa nhìn vừa cười, nghĩ quả này anh lại bị các bác trong họ chuốt say mềm cho coi. Khoảng chừng nửa tiếng sau, mình đang na, rắn nem với mẹ thì nghe tiếng bạn trai mình rú lên kêu rời kêu đất vội bỏ đói ra ngoài coi thì thấy anh đang nhảy tưng tưng trên bờ ao kèm theo câu hét chói tai bác làm thế là xong đời cháu rồi bác vứt 30 triệu của cháu xuống ao giờ lấy làm sao bên cạnh đấy là bố mình đang tức giận đỏ bừng mặt ném bẹt con cá đang cạo vẫy dở ra đất rồi đuối bạn trai tôi mày xéo ra đường luôn cho tao cả nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mình kéo ông anh họ ngồi nhặt ra ở vườn hỏi thì anh lắc đầu kêu Chán bố mày lắm, nóng tính ghê Mà thằng người yêu mày cũng ngang Cứ đâm đầu vào điện thoại chơi cái gì đó chẳng tập trung mổ cá Nên cầm dao cắt vào tay bố mày Cạo vẫy cũng văng lên mặt chú nên chú tức Nhắc mấy câu nó vẫn không có điện thoại Nên chú ném luôn xuống ao rồi Ôi giờ ơi, nghe đến đây thì mình hiểu luôn sự tình Toan rồi, toan rồi Cái điện thoại bạn trai mình mới mua là iPhone 15 Pro Max gì đó Thấy anh bảo là mua mới tin đập hộp Nên giá hơn 30 triệu Anh còn đầu tư hẳn cái ốp xịn hơn trăm nghìn chưa dùng được một tuần đã bị bố mình vứt đi mất chết rồi phải làm sao đây mình hoảng quá nên vội hỏi xem có ai lặn được dưới ao để mò điện thoại lên không đem đi sửa luôn khéo còn cứu vãn được nghe giá cái điện thoại xong cả họ đều giật mình mấy cô bác ông bà ở quê toàn là xài cục gạch vài trăm nghìn nên ai cũng sốc hàng xóm nghe tiếng cãi nhau nên cũng xúm vào bờ trào để coi bọn trẻ con thì cười khúc khích khi biết dưới ao là một gia tài đủ cho chúng nó ăn kẹo với kem cả đời mấy anh em họ trong nhà chạy đi kiếm cái lưới cá để quăng xuống dưới thì hụt một lát cũng vớt được cái điện thoại bạn trai mình ngồi bệt xuống đất khóc gia tài của anh ấy đã dính đầy bùn đất còn nguyên đống bèo tắm mắt đầy ở trong ốp. thôi quả này thì anh giận bố mình thật rồi ai cứu mình với làm thế nào để bố mình lòng hòa với con trẻ tương lai bây giờ bảo bố đền 30 triệu chắc bố ném luôn cả mình xuống ao mất trời ơi xuống 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 mất trời xuống mất trời ngào mất trời ơi 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 mất trời nào mất trời Ngào mất trời ơi Ngào mất trời ơi Ngào mất trời ơi Hôm qua là cả tháng tư Thằng Khang bạn thân nhắn cho mình than thở tỏ tình thất bại Mà mình buồn cười vãi ra luôn Cái trò xưa như trái đất rồi mà vẫn còn dùng Đúng là thằng khùng mà Mình với thằng Khang quen nhau từ năm nhất đại học Đến giờ ra trường rồi thì vẫn chơi chung Thậm chí hai đứa còn trọ cùng sớm trọ mà có thể nói là Khang á, là thằng bạn thân duy nhất của mình ở cái đất thủ đô này luôn. Nó hơi ngố một chút thôi chứ hiền lành và thật thà lắm luôn. Lần nào về quê cũng xách quà túi to túi nhỏ lên cho mình hết trơn. Giữa cái xã hội bông chen này á, mà kiếm được người chơi với mình bằng cái tâm á, nó hiếm lắm luôn nha mọi người. Đó, cũng vì thật thạng vậy, cho nên á, nó, yêu ai cũng nhận vị trái đắng hết trơn á. Kể về mối tình đầu của nó hồi năm ba đại học nè. Hồi đó nó chạy ráp, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà ngã ngay vào một ả đào luôn rồi bắt đầu chứ nghe bé kia kể nghèo kể khổ than thân trách phận cho nên thằng khang động lòng yêu còn bao nuôi nó con ngu chưa biết chuyện thì mình cũng hỏi khang đúng câu luôn ê mày có biết câu không nghe đào kể chuyện không nghe nghiện trình bày bao giờ chưa mày thì nó khăng khăng em kia thật lòng và đã đồng ý với nó là sao hoàng lương rồi nào ngờ đâu, vào một đêm trăng thanh gió mát, em kia cưỡng luôn 10 triệu tiền tiết kiệm của thằng Khanh bỏ đi mất dạng. chết ai bây giờ tranh mình thôi. <laughs> Mỏ hổn hay chữ bạn vậy thôi, chứ cũng thương bạn thiệt nha quý vị. Sau cái vụ mà bị em đào kia lừa, thiền Khanh nó mất niềm tin vào tình yêu suốt 2 năm. Giờ mới dám mở cửa trái tim vậy mà hôm cả tháng 4 nghe lời gian cư mận suối dạng chi. Thằng bé tò tò đi nhắn tin tỏa tình crush. Nhưng nào có hai bác cá tay mà không có ăn cá đâu, đúng không? Người ta đã chẳng có thiện cảm như mình rồi, lại còn tỏ tình không có nổi một bông hoa. Đến lúc người ta từ chối thì học đâu cái giọng trôn trôn Việt Nam, nghe đần méo chịu được luôn. Đúng là chỉ có trời mới cứu được thằng Hanh thôi thấy nó vẫn còn ôm hy vọng lại không nỡ nhìn thằng bạn hiền tan nát con tim cho nên mình bày cách cho nó mượn giữ tỏ tiền đấy sắp tới lễ thanh minh rồi ở kiểu gì chả làm cái lễ mời em lan sang ăn chung rồi có chút men trong người cũng dễ thổ lộ đồ đó Vâng, nói là làm, hai đứa bắt tay hi ha hi hục chuẩn bị rau cỏ thịt thà đồ Chơi với nhau từng ấy năm rồi, đây nha là cái lần đầu tiên mình đi chợ cùng thằng Khang luôn Không ngờ ngoài hiền lành điềm tĩnh ra, nó còn khéo mặt cả và biết lựa đồ như vậy luôn á Khang chọn rau ra rau, thịt ra thịt, gì cũng tươi ngon rối rối nha mọi người không kể nha mâm cơm hôm ấy á, à, mọi người trời đất ơi món mặn đến món ngọ khang đều nấu điệu nghệ như là sư đồ bếp khiến mình ta nên nể sát đất luôn mình cũng thầm nghĩ chứ khang mà là anh gái thì mình hốt ngay rồi đó trời xong xuôi cũng hơn 11 giờ trưa em lan tới cô này cũng khá bạo nha chẳng nề hà gì á vừa ngồi vào mâm Để tự nâng chén chúc hai anh sức khỏe á. xong sau đó còn tự phạt thêm đôi chén vì lỗi sang muộn eo nể thằng khang ghê gu bạn gái nó đúng khác người luôn á em ấy thì làm đào em thì tiên tử, bảo sao tới giờ vẫn chưa mất nổi lần đầu cũng đúng nha mày. Ngỡ đâu, mình là gà, ai ngờ lại là thóc nè. Suốt bữa mâm cơm đó nha, Lan liên tục chút rượu và tự phạ, khiến hai thằng tự xưng anh gọi luôn sang chỉ luôn mẹ cho rồi. Rượu vào, lời ra, Lan nói hết ra những lời trong lòng. Nói thiệt nha, em biết anh Khang có tình cảm với em, em cũng muốn đáp trả lắm. Nhưng khổ nổi, tối hôm ca tháng tư anh tỏ tình với em đúng lúc chồng em đi công tác về. Đọc được tin nhắn, nó tưởng em trận thừa sống thiếu chết. Cho nên anh đành phải từ chối anh đó. Nếu anh còn tình cảm, em vẫn có thể cho anh một cơ hội làm người âm thầm lặng lẽ bên em. <laughs> Thằng Khang ngang vậy, mặt xanh như tàu lá chuối, vội từ chối khéo má. Lấy lý do, Lan say nói nhảm nên chụp Lan về nghỉ giùm em đóng cửa phòng lợi khan ngồi suy trách móc bản thân tình duyên lận đận yêu ai cũng không thành thương thằng bạn hiền cho nên ok mình lại gần vỗ về an ủi động viên nào ngờ khan ôm chặt lấy mình luôn vui vào ngực mình khóc nước khóc nở thiệt nha cái giây phút đó trái đất như gừng quay mọi người ôm khanh trong lòng mình thấy anh khanh thì là nhỏ bé luôn Thì mình khi hé đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn á mà cái cảm giác nó lạ lắm nha kiểu muốn bao bọc muốn chở che ôm mãi không buông á rồi hai đứa đang tầm say ngà ngà mà cho nên mất kiểm soát cứ thế va vào nhau cuốn lấy nhau cuồng nhiệt chẳng thấy buông luôn một cảm giác khó tả nhưng mà sung sướng đến không ngờ luôn á 4 tháng sau đó mình với khanh chính thức come mau à với bạn bè còn em lan hàng xóm chuyển sang trọ khác cho gần cơ quan trọng rồi không ngờ mãi miết đi tìm tri kỷ bao lâu nay mà tri kỷ lại gần ngay trước mắt luôn thôi chả ai yêu mình thì mình yêu nhau vậy hen chúng mình hiện tại đang rất là hạnh phúc và hài lòng với tình cảm này luôn á bố mẹ hai bên cũng khá ủng hộ nha tiện đây á, nhắn luôn nhớ bạn đang lặng đận trong tình yêu mạnh dạng lên tìm kiếm hạnh phúc đi đừng có vội nản vì biết đâu hạnh phúc mà các bạn đang tìm kiếm á, nó ở ngay bên cạnh các bạn đó Vậy nghe Mày ơi anh ấy nói Anh ấy nói với tao là anh ấy có nhà riêng Có ô tô riêng Lại còn có cả tài xế riêng Làm ngoại giao gặp nhiều người Nghe nhiều chuyện Cuộc sống kiểu giàu có thú vị lắm mà Sao anh ấy lại bán vé xe buýt thế này mày Chắc chắn không phải người yêu tao Nghe con bạn cùng phòng khóc từ tối qua tới giờ mà mình đâu hết cả đầu đây. Cả nhà cứu mình với. Con Thảo, Phương Thảo, bạn cùng phòng mình. Con bé này thì sống cũng được, chơi cũng vui. Với anh em cũng gọi là tình nghĩa. Nhưng mà trong chuyện yêu đương thì đúng là không ngửi được. Mặt mũi xinh bình thường, gia cảnh tạm tạm. Bố mẹ nó đều làm công nhân hết. Bản thân nó cũng chỉ học một trường đại học top 2, top 3. Thế nhưng mà cả ngày mơ về thiếu gia với chả hoàng tử, cưỡi bạch mã với chả lái siêu xe, đây về tiêu chí chọn bồ của nó nó nói như này người yêu tao phải là thiếu gia con của đại gia phải có nhà riêng nhà mặt đất biệt phủ thì càng tốt còn chung cư thôi tôi chê phải đi xe từ ba tỏi đổ lên thấp hơn tôi chê à phải cao mét tám thôi giàu thì mét bảy cũng được đi đặc biệt là phải yêu tao thương tao chiều tao nhường tao vâng chị đã không xin nói chuyện còn không phải hài hước điều duy nhất hài hước ở thảo chính là bản thân nó kiểu nghe hơi tệ nhưng mà chính là mọi người thích đem nó ra làm trò cười ấy. chứ trần đời chưa từng gặp ai mơ mộng hảo huyền như nó dù sao thì lấy được hoàng tử không tài hoa xuất chúng thì cũng phải có bố làm vua chứ hoàng tử nào lấy con bác công nhân học dốt hay tưởng tượng bao giờ đấy thế mà đụng cái một hôm thảo về khoe tìm được người yêu rồi tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình thiếu gia lái siêu xe nào là giàu lắm giàu lắm giàu lắm đều đặc biệt phải nói ba lần nào là anh quyền lực lắm còn có cả tài xế riêng nhà anh còn kiểu có vườn tược bao quanh có ao để nuôi cá đúng là kiểu biệt phủ mà nó mơ. xong cái khúc tài sản thì đến cái khúc tài năng. anh làm ngoại giao nha, gặp nhiều người nghe nhiều chuyện. trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nắm được từ chuyện thời sự như lãnh đạo nào lên lãnh đạo nào nghĩ đến chuyện lộ trình di chuyển mấy tuyến xe buýt ở Hà Nội. ngoại trừ anh không cao nổi mét bảy, da anh hơi đen vì phải đi giao thiệp ở ngoài trời nhiều. xong công bạn mình tự bổ sung, chắc là sân golf đấy mày. tao nghe nói ở đó nắng lắm. Bọn mình nghe nói nói mà đếch đứa nào tin Người như thế để ý đến nó thì bọn mình chắc giờ đây hả Đang ăn cơm với Tổng thống Hoa Kỳ Hoặc thư ký Liên Hợp Quốc rồi chứ đâu còn ngồi đây nữa Nghe khó tin quá bọn mình bắt nó đi hẹn hò Xong ghi âm lại lời giới thiệu của chàng trai đấy cho bọn mình nghe Đây nguyên văn như thế này nè cả nhà Nói chung là anh đi làm cũng nhàn Có tài xế riêng đón đưa nên cũng không vất vả lắm Đi đường cũng có thể chợp mắt một chút Mà công việc của anh chủ yếu là làm ngoại giao Gặp được nhiều người mở mang tầm mắt Ôi nghe khó tin vậy xong hôm trước nó đòi đi mua quần áo mới để đi date cho xứng với người yêu là thiếu gia của nó, Khiếp mỗi tháng được bố mẹ cho có ba củ mà mua cái váy gần hai củ, chi đậm thật chứ? nghe nó nói là vẫn chưa cầm của thiếu gia đồng nào sợ người ta đánh giá. Bình thường bọn mình đi xe công nghệ mà hôm đấy mưa to quá không có ai nhận cả, nên mấy đứa bắt xe buýt về rồi đi bộ một đoạn. vừa lên xe buýt mình đang loay hoay tìm tiền lẻ, bỗng Thảo hét lên thu hút bao cặp mắt. Anh anh, thế này là thế nào? Hay đây là doanh nghiệp nhà anh? Anh đi khảo sát thị trường hả Chứ không phải anh nói dối em đúng không Câu chàng kia thì bận bán vé Nói chữ được chữ không Suốt đoạn đường gần 15km Nhưng mà đi mất một tiếng rưỡi vì tắt ấy mình xin phép được tóm gọn cho các bạn thế này nhé. Xe buýt nhà nước mua 5 tỷ chính là cái siêu xe bốn bánh giá năm tỏi còn gì? Xe nào chả có tài xế riêng, còn ngoại giao, mỗi ngày bán vé nói chuyện cùng bao nhiêu người. À, ngay cả cái biệt phủ mà bạn mình tưởng tượng ra thì chính là kiểu nhà ngói ba gian phổ biến ở quê á. Bây giờ về phòng rồi, mình đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi còn thảo vẫn đang bật khóc đây phiền thật chứ